ăn được đâu mẹ. Không, nhìn. Ăn rau thôi, đừng ăn tôm, cũng đừng ăn mực, cũng đừng ăn cua luôn. Sao vậy? Nhưng cho nó rụng càng hết rồi. Ừ, nó rửa hả? Nó bị ấy. Nó bị ứng à. Rau ăn khô hơn được luôn hả? Ăn nó sợ nó lồi thôi. Rồi nó làm chưa? Cá, trong này có cá mà. Tiếp càng to. Không được ra. Đây là cua gì? Đợi tí cậu hai cho. Đây là cua biển. Này. Cái trên đấy mà. Ai? Đấy. Này đọc là bùa miệng ở chỗ. Nóng nóng đâu. Chuẩn bị bóng gì lót ở dưới này. Vui đâu mà. Lấy giấy luôn. Đi lấy giấy luôn. Giấy ở trên đầu tủ kính đây nè. Nóng. Mờ cho cái kéo không phải được. Từ từ. Đấy. Ừ, đổ nước hết rồi. Thì đổ nước là sao? Nha. To mà cái được. Đợi lâu nó sốc. Ừ. Đấy. Cái này to quá hả? Đó, đấy này nè. Đây nè, cái mà đây. Đưa nó cầm nó chơi. Đây. Đưa nó cầm mà chơi. Nóng, đấy, khổ. Đấy, ngửa không nha? Nóng nó phải nóng nó quăng xuống, mình yên tâm đi. Đây là phản xạo đi, điều kiện. Đây.